Vừa rồi là bản tin Biển Đông tiếp tục chương trình. Anh chị kính mời quý vị theo dõi một số tin tức khác trên thế giới và tại Việt Nam. Theo đài BBC, Nga điều binh khiển tướng không chỉ để diễn tập ở biên giới Ukraine. 7 năm sau khi xác nhập Crimea tháng 3 năm 2014, Nga đã tập trung 100.000 quân ở biên giới phía Tây của họ rồi tuyên bố rút đi sau các cuộc diễn tập. Theo Liên hiệp châu Âu hôm 19 tháng 4, thì Nga đã có các sư đoàn cơ giới pháo binh hạng nặng tàu chiến phi cơ tập kết ở vùng biên giới Ukraine. Tuy Nga nói là tập trận đã để đối phó với hành động mang tính đe dọa từ NATO, nhưng vẫn có lo ngại là Nga đang lên kế hoạch phong tỏa khu vực biển đen. Hiện Ukraine lo sợ rằng các cảng biển của họ sẽ bị ảnh hưởng. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 21 tháng 4, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây chớ có vượt quá làn ranh đỏ có ý kiến nói Nga tập trận để nắng gần tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ, đồng thời công khai ủng hộ nhà lãnh đạo Belarus là Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận còn lại của Nga ở vùng hậu Liên Xô. Thế nhưng việc tập trận gần Ukraine chỉ là một trong hai mũi tên triển khai sức mạnh quân sự của Nga. Cùng thời gian, theo trang phân tích thời sự Geopolitical Futures ngày 16 tháng 4 cho hay, Nga đang triển khai quân lên cả vùng Bắc Cực, dùng 44 tàu chiến và 42 tàu ngầm và nhiều căn cứ quân sự khác, Nga đang xây dựng một phòng tuyến đối đầu với Hoa Kỳ và NATO. Cùng với Biển Đông và Đông Ukraine, đây là các điểm nóng đang được quốc tế quan tâm. Tuy thế, Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ tham vọng nhưng với mục đích rất khác nhau. Trang Financial Times ra ở Anh hôm 19 tháng 4 cho rằng sau Afghanistan, Trung Quốc và Nga sẽ cùng nắng gần xem Joe Biden dám tiến tới đâu trong các hồ sơ an ninh khu vực. Nhưng với Trung Quốc, việc giành thế thượng phong ở Tây Thái Bình Dương là điều mới mẻ. Hải quân đế chế Trung Hoa thời cổ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ vươn ra vùng này. Còn với Nga, việc giành lại không gian trước năm 1917 và trước năm 1991 có ý nghĩa lớn. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl viết hồi năm 2017 nhân dịp 100 năm cách mạng tháng 10 năm 1917 rằng tư duy của Vladimir Putin là phục hồi đế chế Nga và chống lại mọi dàn xếp an ninh châu Âu không có nga ngày nay nga kiểm soát diện tích nhỏ hơn cả năm 1917 và nhỏ hơn nhiều so với khi còn là liên xô trong bằng cờ chiến lược mà ông Karl Bildt gọi là mang tính phục thù đó của nga thì ukraine luôn đóng vai trò trọng yếu với ông putin việc đánh georgia vào năm 2008 và chiếm crimea vào năm 2014 là những rủi ro chấp nhận được dù cho tham vọng phục hồi lãnh thổ của đế chế nga và liên xô theo ông Carbuild là bất khả thi. Và bây giờ là bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, SpaceX cất cánh thành công đưa 4 phi hành gia lên trạm không gian quốc tế. Sáng hôm 23 tháng 4 vào lúc 9 giờ 48 phút giờ quốc tế, phi thuyền Crew Dragon đưa 4 nhà du hành vũ trụ, trong đó có phi hành gia của Pháp Thomas Pesquet, 43 tuổi, lên trạm không gian ISS, đã cất cánh thành công. Tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng lên từ trung tâm không gian Kennedy bang Florida đúng giờ dự kiến. Đây là lần đầu tiên một tên lửa đã qua sử dụng đưa một nhóm phi hành gia lên trạm không gian quốc tế ISS. Chuyến bay đưa người lên trạm không gian nằm trên quỹ đạo cách trái đất khoảng 400 km sẽ kéo dài 24 giờ. Đây là chuyến đi đưa người lên không gian thứ ba của công ty tư nhân của tỷ phú Elon Musk. Chuyến bay mang tên Crew Number Two cũng là chuyến đưa người lên không gian thứ hai do cơ quan NASA của Mỹ và công ty tư nhân của tỷ phú Elon Musk phối hợp thực hiện. Kể từ giờ, công ty của Elon Musk phụ trách việc đưa các phi hành gia của NASA lên không gian sau 9 năm Hoa Kỳ phụ thuộc vào các hỏa tiễn Soyuz của Nga. Trong số 4 nhà du hành được hỏa tiễn của SpaceX đưa lên không gian lần này, có hai người là thành viên của NASA. Chỉ huy chuyến bay là ông Shane Kimbrough, 53 tuổi, và nhà du hành Megan Makato, 49 tuổi. Người thứ ba là phi hành gia người Nhật, Akihiko Hoshide, 52 tuổi. Phi hành gia người Pháp cũng là thành viên của cơ quan không gian châu Âu. Phần cất cánh được coi là giai đoạn gây go nhất của chuyến bay, tương tự như giai đoạn phi thuyền trở về mặt đất. Đặc phái viên của đài RFI Simon Jose có mặt tại Cap Canaveral, sân bay vũ trụ Kennedy bang Florida cho biết khoảng 600 tấn thuốc nổ đã được sử dụng để phóng phi thuyền này. Và bây giờ là một số tin ngắn khác đáng chú ý được tổng hợp từ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Theo tổ chức Ân xá Quốc tế, Trung Quốc là đau phủ hàng đầu thế giới. Theo báo cáo công bố vào ngày 21 tháng 4 của tổ chức Ân xá Quốc tế, trên thế giới có ít nhất 483 người tù đã bị hành quyết trong năm 2020. Đây là số lượng thấp nhất kể từ 10 năm qua. Nhưng con số trên đây không tính đến Trung Quốc mà tổ chức Ân xá quốc tế gọi là đau phủ hàng đầu của thế giới với hàng ngàn người bị hành quyết mỗi năm nhưng số liệu bị coi là bí mật nhà nước. Hiện có 18 nước vẫn duy trì án tử hình hầu hết các vụ thi hành án tử hình diễn ra là tại Trung Quốc, Iran, Ai Cập, Iraq, Ả Rập Xê Út. Một bản tin khác của hãng thông tấn xã Pháp nhiều quốc gia cử đội cứu hộ đến giúp Indonesia tìm kiếm tàu ngầm mất tích với 53 thủy thủ. Tổng tư lệnh quân đội Indonesia hôm 22 tháng 4 cho rằng con tàu đang chìm ở độ sâu 700 mét ngoài khơi Bali. Từ hai ngày nay, Indonesia đã huy động 6 tàu hải quân, một trực thăng, 400 quân nhân và nhân viên lực lượng cứu hộ để tìm kiếm tàu ngầm. Tàu ngầm bị mất tích có số hiệu là KRI Nagala, 402 nặng 1.395 tấn dài 60m do Đức chế tạo hồi năm 1978 và được giao cho Indonesia vào tháng 10 năm 1981 trong số các nước hỗ trợ Indonesia có Mỹ Pháp Úc và Đức tàu cứu hộ của Singapore và Malaysia dự kiến cũng sẽ đến Indonesia trong vài ngày tới một bản tin ngắn khác của hãng thông tấn xã Pháp Pakistan đánh bom tại khách sạn nơi Đại sứ quán Trung Quốc lưu trú. Một quả bom Pháp nổ hôm 21 tháng 4 tại bãi đậu xe của một khách sạn sang trọng ở Quetta, miền Tây miền tây nam của Pakistan, nơi đại sứ Trung Quốc lưu trú. Ít nhất là 4 người chết và 12 người bị thương. Đại sứ Trung Quốc thoát nạn vì lúc bom nổ đang có cuộc hẹn bên ngoài. Quetta là thủ phủ của tỉnh Paluchistan, tùy giàu tài nguyên thiên nhiên như khí đốt khoáng sản nhưng vẫn nghèo. Tại đây có cảng nước sâu Wada, đầu tàu của kế hoạch thành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, được Bắc Kinh đầu tư 50 tỷ đô la. Khách sạn hạng sang tại cảng này đã bị tấn công tháng 5 năm 2019, 6 tháng sau vụ đánh vào lãnh sự Trung Quốc ở Karachi. Một bản tin khác của AFP, thưa quý vị, tin tặc Trung Quốc tấn công các công ty quốc phòng Mỹ. Tin tặc Trung Quốc đã tấn công một công ty Mỹ chuyên cung cấp các phần mềm chống kiểm duyệt VPN để xâm nhập mạng tin học của các công ty quốc phòng Mỹ. Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Mandiant, ngày 20 tháng 4, ít nhất hai nhóm tin tặc trong đó có một nhóm thân cận chính quyền Bắc Kinh mang tên là UNC-230, mưu toàn đánh cắp danh tính của những người sử dụng VPN để dọ thám từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, tuy nhiên không tiết lộ số lượng. Theo đài RFI, thì COVID, Biden hoan nghênh đạt mục tiêu tiêm chủng 200 triệu liều vaccine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21 tháng 4 loan báo Hoa Kỳ đã đạt được mốc tiêm chủng 200 triệu liều vaccine chống COVID một tuần trước thời điểm được đề ra. Kể từ nay, tất cả công dân Mỹ trên 16 tuổi đều được gọi kêu gọi chủng ngừa. Ông Biden cũng khuyến khích các công ty cho nhân viên nghỉ việc để đi chích ngừa nhưng vẫn trả lương. Chính quyền liên bang sẽ bồi hoàn bằng thuế cho các công ty có dưới 500 nhân viên. Theo hãng tin Reuters, thì vaccine ngừa COVID-19 liên Âu chuẩn bị kiện tập đoàn AstraZeneca. Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị thủ tục pháp lý nhắm vào tập đoàn Anh Thụy Điển AstraZeneca để buộc tập đoàn giao hàng đúng hạn. Trang mạng Politico hôm 21 tháng 4 loan báo như trên, trích dẫn năm nhà ngoại giao của Liên Hiệp, Bruxelles cho rằng AstraZeneca không tuân thủ điều khoản hợp đồng liên quan đến ngày giao vaccine cho châu Âu. Trong một cuộc họp của đại sứ các nước thành viên Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles vào ngày 21 tháng 4, đa phần là các quốc gia đều ủng hộ hành động pháp lý này của Liên Âu. Theo hãng AFP, thì COVID-19 Đức dự trù mua 300 triệu liều vaccine Sputnik của Nga. Chủ tịch vùng Sachsen của Đức Michael Kretschmer hôm 22 tháng 4 thông báo nước Đức dự trù mua 30 triệu liều vaccine Sputnik mặc dù loại vaccine này của Nga chưa được Liên hiệp châu Âu cấp phép. Ông Kretschmer thông báo như trên sau khi hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế Nga nhân chuyến công du tại nước này. Cho tới nay, thì cơ quan dược phẩm châu Âu vẫn chưa cho biết khi nào sẽ ra quyết định về vaccine Sputnik. Nhật hủy triển lãm lớn nhất về xe hơi. Theo thông báo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản hôm 22 tháng 4, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Tokyo Motor Show, triển lãm lớn nhất về xe hơi ở Nhật sẽ bị hủy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được thành lập vào năm 1954, triển lãm này không thể tổ chức. Tokyo Motor Show vẫn thu hút rất nhiều khách tham quan ở Nhật, đã có đến 1,3 triệu người đến xem triển lãm này vào năm 2019. Ca nhiễm đầu tiên trong đội rước đuốc thế vận Hôm 22 tháng 4, Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo thông báo ca nhiễm COVID đầu tiên trong số các vận động viên tham gia rước đuốc Olympic trong bối cảnh mà đại dịch tiếp tục gây xáo trộn việc chuẩn bị cho sự kiện thể thao toàn cầu này. Do đại dịch COVID-19, Thế vận hội Tokyo 2020 đã bị dời sang năm nay và trên nguyên tắc là sẽ khai mạc ngày 23 tháng 7. Cuộc chạy tiếp sức rước đuốc Olympic đã bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 tại Fukushima, nhưng khán giả không được dự lễ xuất phát và chặn đầu của cuộc chạy này. Theo hãng thông tấn xã Pháp, thì báo chí Mỹ tiết lộ Tổng thống Biden sẽ tuyên bố công nhận vụ diệt chủng người Armenia. Vụ diệt chủng do đế chế Ottoman tiến hành trong giai đoạn từ năm 1915 đến năm 1917 và luôn là chủ đề gây căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia công nhận sự kiện này. Trên nguyên tắc, thì hôm 23 tháng 4, Tổng thống Biden sẽ lên tiếng về hồ sơ nhạy cảm này. Theo số liệu chính thức của Erevan, đã có từ 1 triệu cho đến 1,5 triệu người Armenia bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sát hại. Hàng năm, Armenia tưởng niệm các nạn nhân vào ngày 24 tháng 4. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ công nhận trách nhiệm trong vụ tàn sát người Armenia, nhưng tuyệt đối bác bỏ cáo buộc diệt chủng. Theo hãng thông tấn xã Pháp, nhạc của Tchaikovsky thay thế quốc ca Nga tại Thế vận hội Olympic Tokyo. Ủy ban Thế vận hội quốc tế ngày 22 tháng 4 thông báo trích đoạn bản concepto thứ nhất của Tchaikovsky mỗi khi một vận động viên Nga đạt thành tích huy chương vàng. Trích đoạn này sẽ thay thế cho bản quốc ca của Nga. Nga bị cấm tham dự các cuộc đua quốc tế trong 2 năm vì những cáo buộc dùng chất kích thích thể lực cho các vận động viên. Những người không bị cấm thì được dự Olympic Tokyo nhưng không được thi đấu dưới màu cờ của nước Nga. Quyết định mượn nhạc của Tchaikovsky để thay thế cho bản quốc ca Nga cũng sẽ được áp dụng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Vẫn là bản tin của hãng thông tấn xã Pháp tiếp tục cuộc đối đầu ngoại giao giữa Nga và nhiều thành viên Liên Âu. Ngày 23 tháng 4, ba nước Baltic là Estonia, Litva và Latvia thông báo trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga để tỏ tình liên đới với Cộng hòa Czech trong cuộc đọ sức với Moscow. Trước đó một hôm Praha thông báo hạn chế số nhân viên ngoại giao của Nga trên lãnh thổ Czech. Cụ thể là từ nay đến cuối tháng 5 năm 2021, có thêm 63 nhân viên ngoại giao Nga trên tổng số 95 người phải rời khỏi Cộng hòa Czech.